để các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục của bạn Trần Văn Tâm, mang số báo danh số 23, đến từ Đại học Bách Khoa. Bạn chồng chẳng vỗ tay đúng không ạ? Lời đầu tiên thì xin cho phép mình gửi đến tất cả các bạn sinh viên đây một lời chào thân thương nhất ạ. Mình tên là Tâm, đây đủ là Trần Văn Tâm, số danh 23. Đây mình xin phép hát một ca khúc có liên quan đến Bách Khoa, nói đến nỗi lòng của một anh chàng sinh viên Bách Khoa. Một bài ca anh hát dâng tặng
cho mình hỏi bạn là sinh viên năm mấy rồi? Dạ, hiện tại mình là sinh viên năm nhất. Năm gần hết rồi. Và năm nhất là Trần Thái Hữu ha. Đây là ok. Bạn nào ở đây sinh viên mấy khóa ạ? Giơ tay. Và một tràng vỗ tay cho bạn sinh viên đến từ đại học Bách Khoa. Có gì lắm đúng không vậy? Và bài hát này là do bạn tự sáng tác hay là của ai đó sáng tác? Không, bài hát đây là từ một anh học ở Bách Khoa Hà Nội ạ. Bài hát rất là hay ạ. Mình không biết khoa, mình chưa biết bài này luôn. Chắc phải mang bài này đi vô gái cũng được á. Ok, và một tràng vỗ tay nữa cho tiết mục của bạn Trần Văn Tâm. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn tiết mục của bạn nhiều. Và số báo danh của bạn Trần Văn Tâm đó là số báo danh 23. Các bạn nhớ nha, số báo danh 23. Và mình xin nhắc lại cách thức bình chọn lần nữa.